siêu xe 6 chiếc bạn có thể tạo xưa đi đón dâu toàn thấy đi bộ hết, bây giờ toàn thấy đi gần thế này đúng không? Ông qua nào lên nhà có 9:30 cho mày lấy cái ông bỏ hết 9:30 tôi mới đến. Thế bảo cho anh tao 9:30 mà chỗ đấy mà hẹn tôi 8 giờ. À đấy ạ. Tao 9:30 rồi đến. Giờ ông qua xong xanh là tôi dâu ngồi khoảng 1 giờ. À đấy ạ. Đây bọn trẻ con nữa này mà cho về sớm. Về đây này. Về gửi cho Thành, gửi sang cho Thành. Sò lên hết à? Sò lên hết nhưng mà thật. Bác ơi! Không thấy được đâu, không mở. Vui vui còi quá. Xin chào. Bốn giờ chú về. Sao mày lại ngay? Chờ các ông nữa là...
phải là dân bắt dân 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 đi vào qua đấy, rồi mình sẽ nhìn nó mình ra ngoài đấy. À, thì à. Thái gì nhỉ? Thái mèo. Qua này là chung nhỉ? Đông lắm. Đông đi. Mời cả nhà vào đi kìa. Vào xem đi rồi để được ra. Quay đầu cho sao vào trong trường. Các bạn vào trong trường. Đoàn đại biểu quay xe chưa? Lúc đấy em đưa này quay ít rồi. Đây là anh Hải áo đỏ, Hải sắt. Ô khỉ đâu phiền sắp hết rồi đúng không? Anh chưa bỏ tập nào? Bố kỳ ông điều ông bỏ mấy chuyện tập rồi. Đi ăn lẩu thì ra tiền rồi. Rồi xem lại. Được phép tức là vào đón cháu đi công tác.
để mời các cụ cùng cô cháu về dưới nhà tổ chức nói chung là nó có cái sự chúng tôi coi như là không làm cái công tác này bao giờ. Thế hôm nay là đại diện cho bên nhà gái thì chúng tôi cũng mong các cô con cô bà các bạn bè gia đình tất cũng đến với gia đình nhà gái có bà nhà gái và được chị dâu thì chúng tôi cũng cảm ơn và cũng có một cái vấn đề là cho các cháu và xin dâu lần tổ chức qua khuya đấy cảm ơn anh và rồi nghe thấy chưa welcome to Thank you.
anh chị, anh chị đem về thôi. Cả hai cứ đi vừa cười, vừa đi vừa cười, vừa đi vừa cười. Núi kia ai đắp mà cao, sông kia biển nào ai đào mà sâu, nước biển mênh
mong cô lông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Công ơn sinh thành của mẹ của cha là vô cùng to lớn. Và ngay sau đây, tôi xin trân trọng kính mời đại diện cho quan viên họ nhà trai là bác Nguyễn Quang Đán, đại diện cho quan viên họ nhà gái là bác Nguyễn Xuân Hùng và bác Trần Thị Tuyết Lan. Xin trân trọng kính mời hai gia đình bước lên sân khấu. Vâng, và trong ngày vui hôm nay, những ánh mắt và những nụ cười của quý vị là món quà tinh thần vô cùng quý giá mà quý vị dành tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Để đáp lại tình cảm đó thì ngay sau đây, tôi xin trân trọng kính mời ông Thao có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Tôi cũng là nguyện con nhà trai có đôi lời phát biểu. Cháu thân quan tuổi với tuổi chủ tuổi châu, cho là cái chuyện mà tìm hiểu rồi thì xây dựng gia đình đi tâm đi cây ngọt, khi mà duyên nó bén thì ở ngay trên mình. Và xin cảm ơn ổ điện này không phải đâu hồn ban học đã chơi lên ở cháu Minh Châu. Và hai cháu có con một cháu câu đã nhất trí với nhau để xây dựng gia đình hạnh phúc trăm năm. Từ nay về đi, tôi cho công nhận cháu Minh Châu là dâu của dòng họ và cháu Thông Qua là rể của trên họ thuộc nhà ông Thôi Thôi Thôi. Thế thì trong cái giờ phút thiên nhiên này thì chúng tôi thay mặt chúng ta cảm ơn là các cô không có bà họ bên nhà gái đã tận tình đưa cháu Minh Châu về với gia đình của tôi. Xin được có lời cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn bác rất nhiều. Tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể tiến lên một bước cùng trang những đứa cho nhau trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Cùng với chiếc cưới là sự trao gửi của hai tâm hồn, hai trái tim tuyệt hòa chung cùng nhịp đập, là minh chứng cho một mối tình hạnh phúc và lứa đôi. Trong giờ phút thiêng liêng này đây, tôi xin phép được trịnh trọng tuyên bố, kể từ giây phút này hai bạn Xuân Quang và Minh Châu chính thức thành vợ chồng. Xin quý vị một tràng lớn đi ạ. Bên nhà trai đón tiếp rất đồng nghiệp và trong đó thì cháu Châu đã được làm dâu của họ nhà trai và gia đình nhà trai. Thế còn cháu Quang thì cũng là được làm rể của gia đình bên nhà gái và chúng tôi cũng sau khi mà các cháu được tổ chức như thế này thành vợ thành chồng thì cũng mong là các cụ bên nhà trai và gia đình nhà trai có những cái gì điều tiết thì cũng giúp đỡ và quan tâm đến cho các cháu trong cái vấn đề xây dựng gia đình. Để còn riêng nhà trai nhà gái thì chúng tôi cũng xin cảm ơn và nhà trai đã đón tiếp rất nồng nhiệt và đến cuối cùng thì chúng tôi trân trọng kính mời cảm ơn nhà trai đã tổ chức tốt.
Vâng, xin phải cảm ơn bác rất nhiều. Và ngay sau đây xin mời đại diện hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể đi về phía các bàn tiệc để cảm ơn toàn thể quý vị khách quý. Xin trọng kính mời.